Quay em làm gì khổ nhỉ? Còn đưa đẹp vào, anh quay cho mọi người xem. Ui giời. Anh quay, anh không nói đâu. Người ta quay, người ta bao tiền đấy. Quay cái này thì... đẹp vào, không, quay đẹp vào. Mình cho người nước ngoài người ta xem. Quay cái này thì có cái gì đâu mà. Em những cái đơn giản nó bình dị nhất mà nó vẫn còn được đấy em ạ. Hầm phí. Tí độ. Cắt, tí nó cắt tiếng đi. Này, em vẫn đang chờ câu trả lời của anh đấy. Cái hải dương. Em đang đi ở đây. Đám đang. Em phải biết là... Thôi đừng nói. Thôi đừng nói. Ngoan hiểm chứ chắc. Thôi ạ. Này, sao muốn ngủ với em đi? Cắt đẹp. Để cắt á. Ừ. Em đang để cho anh gặm cả quả đấy. Sự vào. Tìm đi các ông ơi. Đặt tiền lắm đấy. Khách hàng bằng tai nạn hôm trước nha. Đòi bồi thường viên viên thương. Còn này táo này, còn là táo gì? Julia. Hả nhớ? Thơm. Anh táo đâu có phải táo nào cũng ăn được đấy. Anh biết em. Mồm em nó sắc cả mồm anh mà. Ôi chết, nó rơi rồi. Nó gọt bởi luôn nhá. Nó gọt, gọt trước một quả. Bởi em còn tận lời anh quay nhá. Ngon. Ngon hay không ngon? Máy đập suốt ngày hả? Hôm nay còn mất nước. Mà hôm trước có người còn bị tai nạn nữa đấy. Tập tài thì quẹt đâu chẳng thấy. Chết luôn nào cũng biết. Dạ. Dù ơi, chị yêu em lắm. Nhưng cái trung tâm của em giờ trắng á. Tập chỉ bí thế. Phí là bí thế nào? Các chị cứ sang trung tâm khác xem. Qua nhiệt huyết thì em tận hành. Biết thế. Nhưng mà máy móc thật dễ lắm. Mà chả có khuyến mại thứ nhất gì cả. Ở nước ngoài họ không có bưởi. Đúng, em công nhận. Bên đấy máy móc mới thật. Nhưng mà quan trọng là con người. Các chị được sang đây lấy mấy hôm đi. Tròn nhá. Đừng biết không? Chị ơi! Chị ơi! Đấy nhá! Quấn tròn cho anh hả? Hết rồi. Cậu chưa đẹp đúng không? Cái này thấy người ta làm xôi nhá. Đang giữ khách lại. Nhà làm nhỉ? Đứng đấy! Cậu đi! Ngày hôm nay thấy rõ ràng giá tâm của cậu rồi đấy nhá! Đẹp hả? Chị nói đi! Tôi! Đó. Đấy! Chị cái gì? Chị nói đi! Nói! Đấy! Tôi của em đây đâu ạ? Lúc biến đổi, đâu đâu cũng là anh em họ hàng. Lúc có biến cái, biến mặt nhau ngay. Kéo. Mời vào. Cháu chào chú ạ. Chú ơi, cháu... Có chuyện khó nói hay sao? Mà cứ đáp ứng thế. Dạ, cháu nghĩ là... Cháu đã tìm thấy kẻ phản bội cho trung tâm mình rồi chú ạ. Là ai? Điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn là sự thật rồi chú ạ. Chú ơi chú, trước có quan hệ với Hạnh đến bốn mùa. Thì bốn mùa mà tốt đi. Thì Hạnh có lôi kéo giúp sang nay, còn chân trừ gì nữa. Cậu ta ở lại, chắc chắn là có ý đồ xấu chú ạ. Dù nó làm việc ở đây, cử lúc nó còn là đứa trẻ bổ áo. Chú nghĩ chắc là hiểu lầm cho cháu ạ. Không hiểu nhầm đâu chú ạ. Bởi vì trước
kia cháu vẫn nghĩ như thế. Nhưng vừa rồi, Du đã ngang nhiên quảng cáo máy móc của bên bốn mùa trước mặt khách hàng của mình chú ạ. Sao? Có chuyện đó ạ? Vâng ạ. Làm đẹp nhé, xong để nguyên để anh quay cho người ta nhé. Không được ăn à? Có. Xong em có thể bố được không? Hử? Em bóc cái đi. Hử? Bóc nào em có thể. Không một xúc chấm. Xong em bóc ngay một muối nha, em cứ bóc đều không em bóc một muối. Ở ngoài họ có. Quay cái khéo tay thì không quay cái đứa không? Chính như cái đứa tạp nữa hả? Phụng thối phụng nát thì quay. Hiểu cái gì? Anh có biết là em phụng lắm không? Anh biết. Bởi vì em phải là con gái. Ừ? Em bóc cho anh một múi thôi nha. Để anh bóc đẹp đẹp. Màu mè chứ nhở? Thế sau này học kinh tế anh cho đấy. Thế nên người ta phải để vào cái đĩa như vậy. Khó gì đâu. Đấy em xếp gọn ra. Xem như em xếp. Quay đi. Quay nữa. Qua bàn tay khéo léo của kiến trúc sư Hoàng Long đã làm nên những ngôi nhà độc đáo như chùa Phổ Thông, Tam Hà, Ấn Độ, các sản phẩm lịch sử. Những sản phẩm của Long rất tinh xảo, sống động như thật. Thông qua mô hình, Long mong muốn hình ảnh văn hóa Việt Nam sẽ được lưu giữ trong tim bạn bè quốc tế. Đón xem tinh hoa nghề nghiệp nghệ thuật từ Nam Giang phát sóng 24 tháng 2 trên VTV4. Tú sạch. Dương gì mà làm rơi hết này.